Con xin kính chào thầy Tổ Bùi Quốc Châu, chào quý khán giả đang đón xem đoạn video ngắn này của con. Con xin tự giới thiệu, con là Hoàng Trinh, hiện tại con đang sinh sống ở Hải Phòng và con đang làm việc ở Diện Trần Bùi Quốc Châu Online, một trong những cánh tay nối dài và lan tỏa phương pháp Diện Trần đến với từng gia đình, từng người dân Việt Nam và trên toàn thế giới này. Con xin được gửi lời tri ân và biết ơn tới các thầy cô Diện Trần nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hôm nay con đang ngồi đây khoác trên mình tấm áo của Diện Trần, đeo trên ngực huy hiệu của Diện Trần. Con thực sự muốn gửi lời tri ân và biết ơn sâu sắc nhất đến những người thầy, người cô trên con đường Diện Trần mà con đã từng học. Đầu tiên là con xin gửi lời kính tri ân và cao quý nhất đến thầy tổ giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp Diện Trần Việt y đạo, phương pháp Diện Trần âm dương khí công tâm ngôn đã thay đổi cuộc đời con. Và con đang ngồi đây làm video ngắn này để kính tri ân tới thầy, kính chúc thầy tổ luôn luôn mạnh khỏe, trí huệ minh mẫn, sáng suốt và luôn luôn lạc quan, đồng hành cùng chúng con, góp ý cho chúng con, chỉnh sửa cho chúng con trên con đường lan tỏa Diện Trần. Con thực sự tự hào và may mắn vì được thầy biết đến. Bên cạnh đó, con cũng muốn gửi lời tri ân và biết ơn tới những thầy cô Diện Trần khác. Cô Nguyễn Thị Quốc Khánh, một trong những người đã cho con được cái trải nghiệm đầu tiên về phương pháp Diện Trần rất là hiệu quả và đơn giản. Cô Đinh Hương Thảo, một trong những người thuyền trưởng đang chèo lái con tàu Diện Trần Bùi Quốc Châu Online. Nhờ có cô, có sự chỉnh chu, có sự tình cảm, yêu thương của cô mà chúng con được trưởng thành hơn rất là nhiều. Cô Nguyễn Ngọc Anh, một trong những người đầu tiên nói cho con biết hai từ Diện Trần. Nhờ có cô Ngọc Anh mà con mới biết đến một phương pháp Diện Trần mà đơn giản, không cần dùng đến thuốc. Thầy Vũ Văn Hội là những người thầy đã dạy Diện Trần căn bản cho con. Con thực sự tri ân và biết ơn tới các thầy cô. Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, luôn dồi dào năng lượng, luôn dồi dào ý tưởng để đưa Diện Trần vươn xa hơn nữa đến với toàn thể người dân của Việt Nam và người dân trên toàn thế giới này, đúng như tâm nguyện của thầy tổ. Xin kính tri ân và biết ơn sâu sắc tới các thầy cô. Kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe. 2660. Con xin kính chào thầy tổ Bùi Quốc Châu, cô Nguyễn Thị Quốc Khánh, cô Đinh Hương Thảo và cô Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng với tất cả những thầy cô đang giảng dạy bộ môn Diện Trần trên khắp Việt Nam và trên toàn thế giới. Con là Nguyễn Hiền. Nhân dịp ngày 20 tháng 11 là một ngày để chúng con thể hiện lòng biết ơn đối với những người thầy, những người đã có công giảng dạy, chia sẻ những kiến thức hữu ích trong cuộc sống. Và rất đặc biệt, con đã gặp một vị thầy rất là vĩ đại, thầy tổ Bùi Quốc Châu, người đã biến bệnh nhân thành thầy thuốc, người đã cho chúng con tìm thấy được vị thầy, vị bác sĩ bên trong chính mình, giúp cho chúng con có được phương tiện để chăm sóc sức khỏe, thể hiện tình yêu thương của mình với cơ thể của mình, với gia đình mình và với xã hội. Con, một lần nữa con rất là tri ân và biết ơn thầy đã cho chúng con những phương tiện vô cùng tuyệt vời, khiến cho cuộc sống này tốt đẹp và là một con đường dẫn chúng con đến chân thiện mỹ. Con cũng xin gửi lời tri ân, gửi cảm ơn chân thành đến cô Nguyễn Thị Quốc Khánh, người đã dùng thanh xuân của mình cùng với thầy tổ Bùi Quốc Châu truyền tải bộ môn Diện Trần ra khắp thế giới. Và cô quay trở về Việt Nam chia sẻ cho chúng con những bài học quý giá, những kinh nghiệm qua hơn hành trình 35 năm chữa và giảng dạy Diện Trần. Đây là một kiến thức vô cùng quý giá và tuyệt vời dành cho chúng con và tất cả những học viên của Diện Trần Online. Em xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Đinh Hương Thảo và cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, những người đã luôn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ
tụi con và tất cả những người yêu mến Diễm Trẩm ngoài kia một tình yêu chân thành sâu sắc với Diễm Trẩm, với quê hương đất nước Việt Nam. Và các cô chính là những người luôn luôn truyền những động lực quý báu để cho chúng em phải thực hành chăm chỉ hơn nữa, phải mở rộng kiến thức hơn nữa và được sống với tình yêu thương của chính mình. Qua đây con cũng xin gửi lời tri ân đến tất cả các quý thầy cô Diễm Trẩm đã và đang lan tỏa Diễm Trẩm tại Việt Nam và trên khắp thế giới, hòa chung với tình yêu của mọi người. Chúng con, những chuyên viên của Diễm Trẩm Online, xin được tri ân và đóng góp công sức của mình trong cuộc trường chinh cùng thầy tổ của Quốc Châu mang Diễm Trẩm đại chúng hóa, toàn cầu hóa và giúp cho con người được khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt đến trong thiện mỹ ngay chính trong cuộc đời này. Con cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, biết ơn đến sự cộng hưởng của tất cả các cô chú anh chị, cộng đồng Diễm Trẩm đã luôn đồng hành, ủng hộ, yêu thương và lắng nghe những chia sẻ của đội ngũ Diễm Trẩm Online trong các chương trình chào buổi sáng Diễm Trẩm có nhiều thú vị và rất nhiều những chia sẻ khác, những kênh YouTube. Chính tình yêu thương và sự chia sẻ của mọi người, chúng con cũng học được rất là nhiều qua những lời chia sẻ cộng hưởng của các cô chú anh chị trong phòng Zoom. Biết ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe để cho phép mình tiếp nhận và đón nhận những chia sẻ của tụi con. Vô cùng trân quý và biết ơn một lần nữa thầy tổ Bùi Quốc Châu, cô Nguyễn Thị Quốc Khánh, cô Đinh Hương Thảo, cô Nguyễn Ngọc Anh, cô Hoàng Trinh và tất cả các thầy cô trong bộ môn Diễm Trẩm và tất cả những người đồng môn, những cộng sự cùng với bộ môn Diễm Trẩm. Con xin chào và xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin kính chúc cho tất cả các thầy cô có được sức khỏe, bình an và sớm đạt được ước mơ Việt Nam trở thành một thánh địa của sức khỏe, tình yêu và hạnh phúc của thầy tổ Bùi Quốc Châu trở thành hiện thực trong thời gian gần nhất. Dạ, con xin cảm ơn rất nhiều. Con kính chào thầy tổ Bùi Quốc Châu, cô Quốc Khánh, cô Hương Thảo, chị Ngọc Anh, chị Hoàng Trinh và tất cả thầy cô giáo Diễm Trẩm nói riêng, các thầy cô giáo nói chung. Một năm chỉ có một ngày 20 tháng 11, nhưng chúng con được nhận 365 ngày sức khỏe, 365 ngày mà mỗi ngày nhân sinh quan và thế giới quan của chúng con ngày một tốt hơn. Để thay lời cảm ơn chân thành từ trái tim mình, con Huyền Như sẽ mỗi ngày một hoàn thiện bản thân mình hơn cả về y lẫn đạo, để có thể mang Diễm Trẩm, mang chân thiện mỹ, mang những điều tốt đẹp nhất từ trái tim mình đến trái tim mọi người, có thể lan tỏa Diễm Trẩm điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu tới mỗi gia đình. Con xin kính chào thầy tổ Bùi Quốc Châu, kính chào cô Nguyễn Thị Quốc Khánh, cô Đinh Hương Thảo, cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, cô Hoàng Trinh, cô Nguyễn Hiền và tất cả các cô chú anh chị đang là đồng môn Diễm Trẩm. Con nhân hôm nay, nhân ngày 20 tháng 11 thì con xin được gửi lời thành kính tri ân sâu sắc tới thầy tổ, người đã phát minh ra phương pháp Diễm Trẩm, cũng như là những cô giáo đã trực tiếp hướng dẫn và giảng dạy Diễm Trẩm cho em trong suốt thời gian vừa qua, và cũng gửi hay lời cho tất cả quý học viên của các cái nhóm học của các lớp Diễm Trẩm ABC, Diễm Trẩm cho bé, Diễm Trẩm làm đẹp và tất cả những thành viên trong đội ngũ cộng sự. Xin được gửi lời thành kính tri ân sâu sắc tới thầy và tất cả các cô giáo, và cũng như là những cô chú anh chị đã chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học của mình. Đó cũng là người thầy rất là tuyệt vời của em. Em xin thân thành được biết ơn ạ. 2660. 2660, con xin kính chào thầy tổ Bùi Quốc Châu, cô Quốc Khánh, cô Đinh Hương Thảo, cô Ngọc Anh, cô Hoàng Trinh. Con là Hoàng Thị Hằng, là chuyên viên của đội ngũ Diễm Trẩm Online nhân ngày Người giáo Việt Nam. Con xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời biết ơn và lời tri ân sâu sắc tới thầy tổ và các cô giáo. Kính chúc thầy tổ và các cô giáo thật nhiều sức khỏe, thật nhiều phúc lạc và an vui, để mang Diễm Trẩm tình yêu thương và sức khỏe đến cộng đồng và
vang dậy trần, vươn cao, vươn xa hơn nữa lên tầm thế giới. Kính tri ân thầy tổ và các cô giáo. 2660. 2660. Con xin kính chào thầy tổ Bùi Quốc Châu, cô Quốc Khánh, cô Hương Thảo, cô Ngọc Anh, chị Hồng Trinh, Nguyễn Hiền cùng các thầy cô trong cộng đồng Diệm Trần. Con là Lê Thị Nhung, chuyên viên Diệm Trần Online đến từ Thanh Hóa. Hôm nay nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, con xin gửi lời tri ân sâu sắc, lòng biết ơn vô bờ bến, lời chúc sức khỏe tới thầy tổ Bùi Quốc Châu, người phát minh ra phương pháp Diệm Trần vô cùng vĩ đại và tuyệt vời. Cùng các thầy cô, cùng các cô đã giảng dạy con gieo trồng cây Diệm Trần tới con và tới tất cả cộng đồng. Con cảm thấy phước của mình quá là lớn khi được biết và học Diệm Trần. Nhân sinh quan con đã thay đổi rất là nhiều, cuộc sống và cách nhìn, cách đối xử của con với mọi người xung quanh đã thay đổi rất là tốt lên. Con mong muốn giúp đỡ được nhiều người hơn. Con xin hứa sẽ trau dồi y thuật và y đạo thật tốt để là cánh tay nối dài đồng hành cùng các cô, và như lời mong ước của thầy tổ, lan tỏa Diệm Trần tới từng nhà, từng ngõ ngách, từng lan tỏa Diệm Trần ra khỏi cường quốc Nam, khắp cường quốc Nam Châu, cho các bác bạn bè thế giới đều được biết tới. 2660. Con xin kính chào thầy tổ của Quốc Châu. Con xin kính chào cô Nguyễn Thị, cô Khánh, cô Đinh Hương Thảo, cô Nguyễn Thị Ngọc Anh và các thầy cô giáo dạy Diệm Trần nói riêng và các thầy cô giáo nói chung. Con tên là Lê Thị Việt Hà, sống và làm việc ở tại Điện Biên. Từ khi con biết đến Diệm Trần, con cảm thấy mình vô cùng may mắn. Con được sống trong sức khỏe, trí tuệ, hạnh phúc và tự tin. Và đặc biệt con được yêu mến hơn, tôn trọng hơn và hạnh phúc hơn mỗi ngày. Từ khi con được biết đến Diệm Trần, con có phương tiện để có thể giúp đỡ được mọi người khác. Con hiểu về y thuật và hiểu về y đạo nhiều hơn. Để có được những kiến thức này là may mắn nhờ được sự dạy dỗ của các thầy cô. Con xin kính tri ân các thầy, các cô, đặc biệt trong ngày 20 tháng 11. Con xin gửi tới các thầy cô lời kính chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Con xin hứa sẽ học hỏi rèn luyện y thuật nhiều hơn, phát triển y đạo tốt hơn để có thể lan tỏa cũng như là phát triển giá trị của Diệm Trần. Con xin kính cảm ơn các thầy cô ạ. 2660. Con xin kính chào thầy tổ Bùi Quốc Châu, cô Nguyễn Thị Quốc Khánh, cô Đinh Thị Hương Thảo, cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, cô Hoàng Trinh, cô Nguyễn Hiền cùng toàn thể quý thầy cô trong Diệm Trần, đặc biệt là Diệm Trần Online. Con xin được trước thềm ngày hiến chương Nhà giáo, con xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc tốt đẹp nhất tới thầy tổ Bùi Quốc Châu cũng như toàn thể các quý thầy cô, sức khỏe tốt để hàng ngày gieo trồng những cái cây Diệm Trần và đưa Diệm Trần tới mọi nhà, mọi miền của Tổ quốc cũng như là của thế giới. Và con rất là vui mừng con được là một phần trong cái cây Diệm Trần, một phần con là được là một cái outfit trên cái máy bay On Way Airline Diệm Trần. Con xin kính chào thầy tổ Bùi Quốc Châu. Con xin kính chào cô Quốc Khánh, cô Đinh Hương Thảo, cô Ngọc Anh và cô Hoàng Trinh. Con xin tự giới thiệu, con tên là Đinh Thị Hồng Mai. Hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Ngày hôm nay con cảm thấy rất là hạnh phúc vì một lần nữa được chia sẻ và bày tỏ sự biết ơn, sự kính trọng tới thầy cô. Nhân ngày 20 tháng 11, con xin gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc tới thầy cô và gia đình. Con cảm ơn thầy cô vì luôn là những ngọn hải đăng để dẫn dắt, soi đường chỉ lối cho chúng con, để chúng con có thể làm tốt vai trò cũng như là cái công việc của mình để cùng kết nối và lan tỏa giá trị Diệm Trần đến cộng đồng, để mọi người và nhà nhà ai cũng biết tới Diệm Trần và giá trị của Diệm Trần đem lại. Con xin kính cảm ơn thầy cô ạ. Con xin kính chào thầy tổ Bùi Quốc Châu, cô Quốc Khánh, cô Hương Thảo, cô Ngọc Anh, cô Hoàng Trinh cùng tất cả các quý thầy cô Diệm Trần nói riêng cũng như quý thầy cô giáo nói chung. Con tên là Bùi Thị Dung, hiện đang sinh sống tại Vĩnh Long. Nhân ngày 20 tháng 11, con xin gửi lời tri ân đến quý thầy cô, đặc biệt là thầy tổ Bùi Quốc Châu, người đã sáng lập ra phương pháp Diệm Trần điều khiển liệu pháp để giúp đỡ nhân loại. Con cảm thấy mình rất là may mắn khi mà biết đến Diệm Trần. Từ khi biết đến Diệm Trần, con thay đổi chính mình, thân con được khỏe mạnh hơn, tâm trí con được khai mở,
lòng con biết mở rộng ra để giúp đỡ, yêu thương và chia sẻ với mọi người. Như tâm ngôn của Thầy đã nói, một là tất cả là một. Con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được là cánh tay nối dài của Diện Chẩn, đặc biệt là được đứng trong đội ngũ chuyên viên Diện Chẩn online để đồng hành, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Như mong muốn của Thầy, dân tộc Việt Nam là một dân tộc khỏe mạnh, trí huệ phát triển, người người biết Diện Chẩn, nhà nhà biết Diện Chẩn, cùng nhau lan tỏa Diện Chẩn không chỉ trong nước mà ra toàn thế giới. Diện Chẩn có phát triển mạnh mẽ hay không là nhờ sự đồng hành của tất cả các quý học viên. Mỗi người đều là một cánh tay lan tỏa Diện Chẩn 2660. Con xin kính chào Thầy Tổ Bùi Quốc Châu, cô Nguyễn Thị Quốc Khánh, cô Đinh Thị Hương Thảo, cô Ngọc Anh, cô Hoàng Trinh. Con tên là Đỗ Thị Lan, chuyên viên tư vấn Diện Chẩn online, hiện đang sinh sống tại Thái Nguyên. Hôm nay nhân một ngày rất là tuyệt vời, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày mà tất cả chúng ta được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới những người thầy của mình. Con xin được kính chúc các thầy cô luôn luôn dồi dào sức khỏe, an nhiên để tiếp tục sứ mệnh lan tỏa Diện Chẩn của mình. Con cảm thấy mình thực sự may mắn khi biết đến phương pháp Diện Chẩn, được học Diện Chẩn từ các thầy cô, và đặc biệt may mắn hơn nữa là hiện tại con đang là một phần trong đội ngũ Diện Chẩn online để tiếp tục nối dài cánh tay mang Diện Chẩn đến mọi người, mọi nhà, mọi miền Tổ quốc và mọi quốc gia trên thế giới. Câu tâm ngôn mà con tâm đắc nhất đó chính là: ai có niềm tin mãnh liệt và không đổi rời thì sẽ thấy được sự kỳ diệu của nó. Xin kính tri ân các thầy cô ạ. Con xin kính chào Thầy Bùi Quốc Châu. Con xin chào cô Quốc Khánh, cô Đinh Hương Thảo, cô Anh, cô Hoàng Trinh và cô Nguyễn Hiền cùng các bạn chuyên viên trong đội ngũ Diện Chẩn online và các đồng môn Diện Chẩn trên khắp cả nước. Con là Minh Nguyệt, hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hải Phòng. Nhân ngày 20 tháng 1 năm 2021, con xin gửi lời cảm ơn tri ân đến Thầy Tổ Bùi Quốc Châu đã phát minh ra phương pháp Diện Chẩn điều khiển liệu pháp, giúp cho con có một phương tiện để con từ một người xấu xí trở nên xinh đẹp, từ một người ốm yếu trở nên khỏe mạnh, và không chỉ là hoàn thiện về mặt tu sửa thân mà con còn được tu sửa cái tâm mình nữa. Con xin gửi lời tri ân đến Thầy đã cho con một công cụ để con được thay đổi những ngày hôm nay. Con xin chúc Thầy Quốc Châu luôn luôn vui khỏe, và xin chúc các anh chị giảng viên Diện Chẩn cùng toàn bộ các đồng môn Diện Chẩn luôn luôn vui khỏe, hạnh phúc. 2660. Con xin kính chào Thầy Tổ Bùi Quốc Châu, cô Nguyễn Thị Quốc Khánh, cô Đinh Thị Hương Thảo, cô Nguyễn Thị Ngọc Anh, cô Hoàng Trinh, cô Nguyễn Hiền và tất cả mọi người. Con xin tự giới thiệu, con tên là Nguyễn Hoài Sơn, năm nay con 28 tuổi, con hiện tại đang làm việc tại Hà Nội. Hôm nay, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2021, con xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Thầy Tổ Bùi Quốc Châu, người đã phát minh ra phương pháp diệu kỳ Diện Chẩn. Hôm nay, con xin gửi tới Thầy một bài hát do con tự nghĩ ra liên quan đến pháp đồ 12434, thể hiện sự kính trọng, niềm tin và yêu thương. Con xin phép được trình bày. 12434, lời nói hiền hòa êm dịu. 12434, lịch sự lễ phép tôn nghi. 12434, niềm tin với sự kính trọng. 12434, tình yêu đi khắp muôn nơi. Con xin cảm ơn và tạm biệt mọi người. Bí quyết cuộc đời Thầy đã dạy, làm theo hạnh phúc ngay cõi này. Thank you.
Việt Nam đất nước làm điều hay, ý lý tuyệt vời diện chuyến đây, đạo cố tinh hoa gom tứ hài, đỉnh cao y học hiệp đông tây, cao nhân lắm vị thần người sáng của dòng tiên dòng thời đại nay, trí dũng sông toàn nâng giang viên tuệ minh soi khắp thế gian này, toàn dân khắp chốn yêu diện trần, thế giới hòa bình và ấm no, thầy châu ân nhân của nhân loại cùng chân thiên mỹ lý tương thay, tin yêu kinh là nền tảng lớn, tâm biết ơn và tâm trả ơn.